Kính chào quý vị đến với chương trình Nhịp sống miền Đông được phát sóng trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, vi mạch bán dẫn được xem là hạt nhân của ngành công nghiệp điện tử, đóng vai trò cốt lõi trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ nói chung, ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn được định hướng trở thành ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, làm nền tảng cho sự phát triển chung và thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các địa phương. Câu chuyện Nhịp sống miền Đông tuần này của chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành vi mạch bán dẫn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Với vai trò trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học xuất sắc, tiên phong dẫn dắt lĩnh vực vi mạch bán dẫn trong nước, hơn 20 năm trước, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình đào tạo liên quan đến vi mạch. Và đứng trước nhu cầu cấp thiết từ thực tế cùng những lợi thế vốn có, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hai ngành đào tạo mới: ngành thiết kế vi mạch đại học và ngành vi mạch bán dẫn sau đại học, chính thức tuyển sinh mảng ngành mới năm học 2024-2025. Nhưng chương trình đào tạo này đã vận hành ngay trong năm 2023-2024 thông qua việc phân ngành sinh viên đang học năm 2 ở các ngành đào tạo hiện có về vi mạch. Cách đây khoảng 7 năm thì chúng tôi cũng có được một cái may mắn đầu tư sâu cho một cái phòng thí nghiệm về vi mạch, thiết kế cái vi mạch analog là ở tần số cao, siêu cao tần. Và vì vậy thì là cái cơ sở để cho các thầy cô và các em sinh viên thực hành ở trong cái thiết kế, rồi mô phỏng, rồi gửi đi chế tạo, nhưng mà testing vân vân, và với những cái vi mạch là rất là phức tạp, cái mối quan hệ với lại là các trường viện và các giáo sư từ phía nước ngoài, thì là Trường Đại Bách khoa cũng có được cái mối quan hệ này rất là tốt, và hiện nay đang cộng tác với các trường học lớn trên thế giới về vấn đề này. Năm học 2024-2025, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực cho ngành vi mạch bán dẫn theo chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, bảo đảm kiến thức và kỹ năng theo nhu cầu của doanh nghiệp. Cũng trong năm học này, nhà trường xây dựng phòng thí nghiệm công nghệ bán dẫn và nano quang tử với tổng kinh phí khoảng 260 tỷ đồng nhằm đào tạo, nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm các linh kiện bán dẫn có cấu trúc MEMS, tiến tới làm chủ công nghệ sản xuất linh kiện bán dẫn. Phòng thí nghiệm DesLab thuộc khoa điện tử viễn thông thì phục vụ cho các cái vấn đề, các cái hoạt động về đào tạo và nghiên cứu khoa học ở bậc đại học và ở bậc sau đại học, hỗ trợ đào tạo cả về thạc sĩ và nghiên cứu sinh. Thì các cái con chip mà phòng thí nghiệm đã thực hiện thì bao gồm là các cái thiết kế về các cái lõi DSP, tức là các cái chip về xử lý tín hiệu số 16 bit, các cái lõi về DCT, tức là phục vụ cho xử lý ảnh và xử lý video theo chuẩn H265 tốc độ cao, cũng như là các cái thiết kế lõi chip về các cái CPU RISC-V 32 bit. Và sắp tới thì phòng thí nghiệm DesLab cũng sẽ hướng tới thiết kế các cái chip hiện đại hơn với những các thiết chip AI phục vụ trong lĩnh vực về y sinh học. Hiện nay toàn hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 4 trường đang đào tạo 4 ngành gần, bao gồm chuyên ngành thiết kế vi mạch, và 10 ngành có môn học liên quan lĩnh vực thiết kế vi mạch. Chuyên ngành thiết kế vi mạch cung cấp khoảng 200 sinh viên và 50 học viên sau đại học mỗi năm. Điểm xét tuyển đầu vào các ngành kỹ thuật và công nghệ liên quan thiết kế vi mạch thường xuyên nằm trong top đầu. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có ưu thế về đội ngũ giảng viên và nghiên cứu chất lượng, giàu kinh nghiệm, nhiều nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung, thiết kế vi mạch nói riêng. Công tác đào tạo và đặc điểm, đặc trưng riêng của ngành đào tạo của từng trường thì sẽ có cái phần chung và có cái phần riêng, và cái phần riêng này nó sẽ phụ thuộc vào thế mạnh nghiên cứu của các chuyên gia, các thầy cô của từng trường đại học. Thì đối với Trường Đại học Công nghệ Thông tin chúng tôi thì có thế mạnh là công nghệ thông tin và truyền thông. Hiện nay chúng tôi đào tạo toàn bộ 10 ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Do đó chúng tôi sẽ định hướng chương trình đào tạo thiết kế vi mạch theo hướng là thiết kế hệ thống vi mạch trên chip. Thì đây là một cái định hướng
riêng chuyên sâu của trường Đại học Công nghệ Thông tin, thì với mong muốn là các kỹ sư sau khi làm việc một thời gian trong công ty có thể được thăng tiến lên các cái vị trí lãnh đạo quan trọng hơn, cần đến cái kiến thức về thiết kế hệ thống. Phát triển chương trình đào tạo liên ngành cho một số lĩnh vực then chốt như công nghệ bán dẫn, đồng thời trở thành trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn thuộc nhóm hàng đầu châu Á là một trong những mục tiêu được đề cập đến trong chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030. Xu hướng sắp tới thì cái nguồn kỹ sư mà thiết kế vi mạch mà yêu cầu cần phải biết được, hiện thực được những cái giải thuật xuống tới cái phần chip, phần vi mạch đang rất là cần thiết, bởi vì cần đòi hỏi một cái nguồn kỹ sư phải biết giải thuật, biết dữ liệu và biết về máy tính, có thể đưa những cái thiết kế của mình xuống dưới cái phần chip. Đây là một trong những cái xu hướng mà các hãng đang cần tuyển những cái kỹ sư biết về cái hoạt động thiết kế hardware và software design trên lĩnh vực thiết kế vi mạch. Đây là một cái lĩnh vực rất là đặc thù và cần cái đầu tư rất là lớn về cơ sở vật chất cho đào tạo. Và hiện nay thì khi mà đào tạo chuyên sâu nâng cao thì các doanh nghiệp đang nắm giữ các cái công nghệ. Do đó thì cần sự hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp để có thể cung cấp những cái nguồn nhân lực có thể ra trường làm được việc ngay, thì cần phải có sự hợp tác chặt chẽ với trường đại học và doanh nghiệp, và đồng thời là có sự đầu tư từ phía nhà nước về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Khi ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn phát triển đến một ngưỡng nhất định, Việt Nam buộc phải đào tạo thêm nhiều kỹ sư, thiết kế chuyên nghiệp thay vì lao động lành nghề để định vị thế mạnh của quốc gia trong hệ sinh thái chuỗi giá trị bán dẫn. Do đó, việc mở rộng chương trình đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn cao là một trong những giải pháp vừa cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu dài. Mới đây, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt trung tâm điện tử và vi mạch bán dẫn trên cơ sở hợp nhất trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch khu công nghệ cao và trung tâm đào tạo điện tử quốc tế. Trung tâm điện tử và vi mạch bán dẫn được định hướng phát triển trở thành đơn vị đầu mối của cả nước, là cơ sở hạ tầng dùng chung hỗ trợ cho các trường đại học, viện nghiên cứu lớn trong cả nước. Với cái vai trò là khu công nghệ cao thì chúng tôi tham gia trực tiếp vào cái việc tạo ra cầu lao động. Đó là gắn với cái việc là thu hút một số cái dự án không cần phải lớn, nhưng mà một số dự án đầu tư mang tính chất thăm dò của các nhà đầu tư nước ngoài về việc hình thành các cái nhóm thiết kế vi mạch. Khu công nghệ cao không chạy theo vấn đề thu hút các dự án đầu tư lớn, mà quan trọng là tập trung vào kiến tạo cái hệ sinh thái để tạo cái nền tảng để hình thành những cái doanh nghiệp mới trong các cái ngành mà mình xác định là ưu tiên. Hiện nay cả nước có khoảng 35 cơ sở giáo dục đại học có khả năng tham gia đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn. Tuy nhiên, số lượng cơ sở đào tạo có kinh nghiệm, có truyền thống còn rất ít. Để tăng nhanh số lượng và chất lượng nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn, các chuyên gia cho rằng nhà nước cần có chính sách, quy định cụ thể để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển cơ sở sản xuất vi mạch bán dẫn. Ngoài ra, cần có chính sách hỗ trợ trường đại học đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia, phục vụ đào tạo, nghiên cứu. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần nhanh chóng xem xét bổ sung mã ngành đào tạo trực tiếp về vi mạch bán dẫn, hướng dẫn xây dựng ngành, chương trình đào tạo, kết nối chuyên gia, trường đại học quốc tế với các trường đại học, cơ sở đào tạo ở Việt Nam để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành vi mạch. Thưa quý vị, chương trình Nhịp sống miền Đông kỳ này đến đây là hết. Một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.